Hello, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau làm cái test 8 ha. Sau bài test này thì chúng ta sẽ uh, giải cái đề trắc nghiệm 30 câu đề số 4 ha. Và bài hôm nay chúng ta chỉ có 20 câu thôi nhưng mà chắc là sẽ khá là dài. Hôm nay chúng ta sẽ học về câu điều kiện và mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian ha, when, as soon as thì trước khi bước vào làm bài tập thì chúng ta ôn lại một chút về câu điều kiện các bạn cũng nghe rất là nhiều rồi và trong một vài video trước thì chúng ta cũng đã có làm qua một số bài tập về câu điều kiện câu điều kiện loại một loại 2 và loại 3 ha và bây giờ chúng ta nhắc thêm một vài câu điều kiện nữa thứ nhất thì các bạn sẽ có câu điều kiện loại không ha ờ, câu điều kiện loại không thì các bạn sẽ sử dụng để miêu tả những cái giả thiết những cái kết quả mà xảy ra và như là một sự thật chân lý thường thì nó sẽ dùng trong khoa học các bạn ha à, ví dụ như mình nói là nếu như mà chúng ta đông đá nước thì cái nước đó sẽ thành thể cứng chẳng hạn đó ha. đó là một cái sự thật hiển nhiên giả thiết và kết quả sẽ đều xảy ra à, hoặc là nếu như mà thực vật không được cung cấp đủ nước thì nó sẽ chết chẳng hạn đó những cái giả thiết nêu ra như vậy và nó có kết quả xảy ra thật Ha, một cái điều sự thật thì các bạn sẽ có cả mệnh đề chứa if và mệnh đề kết quả chúng ta đều chia thì hiện tại đơn. Ở đây các bạn ghi chủ ngữ cộng với verb thì tùy theo chủ ngữ mà chúng ta sẽ chia ha. Thế các bạn đã học hiện tại đơn rồi mình sẽ chia là uh, động từ giữ nguyên nếu như mà là chủ ngữ số nhiều, còn thêm s hoặc là es nếu như là chủ ngữ số ít ha. Rồi sang mệnh đề if loại 1 thì các bạn sử dụng rất là nhiều là diễn tả một cái giả thiết và kết quả có thể xảy ra ở hiện tại hoặc là tương lai ha một cái điều gì đó nói bình thường thôi nếu như mà cái gì đó rồi thì sẽ xảy ra cái gì đó và có thể xảy ra khả năng có thể xảy ra ha nếu như mà ngày mai trời mưa thì chúng tôi sẽ không đi chơi nữa ha đó một cái điều mà có thể xảy ra ở trong tương lai chẳng hạn thì các bạn sẽ dùng if lại một thì mệnh đề chứa if thì các bạn sẽ chia thì hiện tại đơn ha và mệnh đề sau if mệnh đề chính thì chúng ta sẽ chia thì tương lai đơn chủ ngữ cộng view cộng vớt thì thực ra là ngoài cái will thì các bạn cũng có thể sử dụng thêm cái động từ khiếm khuyết khác như là cái trợ can này shall này hoặc là may ha rồi uh, và đến điều kiện loại hai thì các bạn sẽ dùng để diễn tạo một cái sự việc mà một cái giả thiết và kết quả không thể xảy ra ở hiện tại được có nghĩa là sao có nghĩa sự thật là cái việc đó nó có kết quả hiện tại rồi và xảy ra ở hiện tại rồi chẳng qua bây giờ các bạn đặt giả thiết ngược vậy thôi chứ nó không có thể có khả năng xảy ra nữa nếu như ở loại 1 thì có khả năng xảy ra ha Thì mình ví dụ như nếu trời mưa tôi không đi ra ngoài Đó là một cái giả thiết có thể xảy ra còn ở đây nếu loại hai thì có nghĩa ngược với hiện tại là sự thật là cái việc đó nó có kết quả luôn rồi Và các bạn chỉ là kiểu như ước vậy thôi, nếu nếu vậy thôi Nhưng mà điều đó không thể xảy ra được nữa ha Thì bây giờ nếu như mà mình nói là bây giờ trời đang mưa rất là to này Cho nên mình không thể đi ra ngoài Vậy thì mình đặt giả thiết nếu là nếu như là trời không mưa thì tôi sẽ đi ra ngoài được đó thì các bạn sẽ đặt giả thiết ngược với hiện tại. Tuy nhiên sự thật để hiện tại nó vẫn đã có kết quả luôn rồi ha. Thì các bạn sẽ có if loại 2 thì các bạn sẽ ngược với hiện tại thì mình xem ở đây này loại 1 thì hiện tại đơn ngược với hiện tại đơn thì các bạn sẽ lùi xuống một thì các bạn sẽ có là quá khứ đơn. Mệnh đề chứa if thì chúng ta sẽ chia thì quá khứ đơn ha và mệnh đề ở sau mệnh đề kết quả các bạn sẽ lùi cái will này về thành good ha là quá khứ của will và sau đó cộng vấp nguyên ở đây các bạn ghi vấp id có nghĩa là chúng ta đánh dấu nó như là một cái À, để mà thay mặt cho thì quá khứ đơn ha. Tuy nhiên các bạn ghi nhớ là những cái động từ mà họ uh, nằm trong bảng động từ bất quy tắc thì chúng ta phải ghi nhớ là chúng ta dùng cái động từ ở ở cột 2 ha các bạn ha. Nếu như không có nằm trong cái bảng đó thì chúng ta mới thêm ad. Rồi tiếp tục câu điều kiện loại 3 là ngược với quá khứ, các bạn có nghĩa là cái giả thiết đó và cái kết quả đó không thể xảy ra ở trong quá khứ nữa. Và sự thật là trong quá khứ cái việc đó nó đã có kết quả rồi ha, bây giờ mình chỉ là giả thiết nếu như mà không thể xảy ra trong quá khứ thôi. Thì ở đây ngược với quá khứ thì các bạn có là, uh, thì ở trên này loại 2 ấy, thì chúng ta có vớt về đi là quá khứ đơn, vậy thì ngược với quá khứ nữa thì các bạn lùi tiếp thôi lùi của một thì tiếp của quá khứ đơn nữa chúng ta sẽ có quá khứ hoàn thành ha. Cho nên cái mệnh đề cho if này mình sẽ có quá khứ hoàn thành này. ta ở cộng have trở vào với PP ha. Và cái mệnh đề sau if á, thì chúng ta mệnh đề chính thì chúng ta sẽ có ở trên này á. Nếu như mà ở ngược với hiện tại chúng ta có good cộng với nguyên rồi thì bây giờ good sẽ cộng với dạng động từ hoàn thành ha. Thì good have a PP. Vì sao mà mình nói luôn là have? Tại vì sau good là sau động từ khiếp khuyết thì động từ phải giữ nguyên rồi cho nên mình không có cái dạng là has nữa mà chúng ta giữ có cái nguyên mẫu của của luôn ha sau đó là với pp và bây giờ tương chúng ta có một cái câu điều kiện lại trộn nữa câu điều kiện trộn lẫn ha Ví dụ như là ngày hôm qua mình đã không học bài tốt, không ôn bài, cho nên hôm nay tới lớp mình bị điểm kém này. Thì bây giờ mình đặt giả thiết là nếu như mà ngày hôm qua tôi mà học bài tốt á, thì hôm nay, hôm nay tôi sẽ không không bị điểm kém, đúng các bạn? Có nghĩa là trộn giữa hai với lại ba. Thế bạn có giả thiết thì nếu giả thiết là nếu như mà xảy ra trong quá khứ thì các bạn sẽ có giả thiết ở trong quá khứ thì là ngược với quá khứ thì sẽ là ít loại ba ha. Cho nên cái mệnh đề cho ít này chúng ta sẽ chia hai trừ với pp và kết quả thì không thể xảy ra hiện tại thì giống như ngược với hiện tại thì sẽ là của lời hai là good verb ha đó cho nên chúng ta gọi là trộn lẫn là mệnh điều chữ if là của lời ba và kết quả là ngược với hiện tại là loại hai rồi thì thông thường chúng ta sẽ sử dụng nhiều cái loại là một hai ba thôi các bạn còn lại không với loại miss thì là xem sao xem ha rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bước vào làm bài tập thì chúng ta có thể ghi nhớ hơn một chút ha. Ta sẽ bước vào làm câu thứ nhất ha. Suppose if it last weekend we uh, Play, to play tennis ha. À, giả sử như là nha, nếu như mà tuần trước mà trời mưa thì chúng ta đã không thể chơi tennis được rồi. Bây giờ các bạn nhìn vào bốn đáp án thì các bạn phải loại ngay phương án C nha. Vì sao mà chúng ta loại ngay phương án C? Các bạn thấy động từ rain nó giữ nguyên này. Cho dù các bạn không có biết là các bạn không có biết là câu điều kiện loại mấy đi nữa. Thì nhìn vào nó cũng sẽ thấy sai tại vì các bạn không thể chia một cái câu nào mà chủ ngữ là it rồi đến động từ giữ nguyên được này ha. Đó một cái câu bình thường thôi á, thì các bạn cũng không thể chia như thế này được cho nên cái này sai các bạn phải loại ngay đầu tiên chưa cần biết nó là điều kiện loại máy ha vậy trong trường hợp mà cái này mà thêm s range nó chia đúng cho chủ ngữ thì liệu nó không được có được hay không thì bạn sẽ có là ở đây là nếu mà nó thêm s ở đây nó sẽ là mệnh đề if hiện tại đơn thì nó sẽ là nằm trong hiện uh, câu điều kiện lại không với là loại một đúng không thì ở sau thì phải là will verb này mà ở sau người ta dùng could be là quá khứ của will rồi cho nên không được rồi ha đó <laughs> cho nên mình loại ngay phương án c đầu tiên rồi bây giờ mình có phương án A là cái động từ range nó là quá khứ đơn này thì là if lại 2 ha và sau đó là good này đúng là vậy cái này đúng cấu trúc của if lại 2 rồi tiếp tục cái B này các bạn có range là hiện tại đơn và tiếp tục là will not ha vậy là nó sẽ nằm ở if lại một cái D này là uh, trộn lẫn là các bạn quá khứ hoàn thành và sau là good uh, good hoặc là could đi ha rồi ok mình cứ để vậy đi vậy thì bây giờ mình sẽ có phương án B đi ha MB là người ta dùng cái điều kiện loại 1. Thế bạn nhớ lại là sử dụng điều kiện loại 1 là một cái giả thiết nào đó, một cái sự việc nào đó mà có thể xảy ra ở trong tương lai hoặc hiện tại. Mà cái cái này có thể xảy ra không các bạn? Cái này nói việc tuần trước luôn rồi mà. Giả dạ thiết là nếu như mà tuần trước trời mưa thì chúng ta không thể chơi tennis được rồi. Có nghĩa là kết quả là sao? Kết quả là người này, mấy người này đã chơi tennis rồi. Có nghĩa là cái cái sự việc này đã có một kết quả nào đó rồi. Mình chưa cần dịch ra nhưng ít nhất là sự việc này nó đã có một kết quả nào đó rồi chứ không phải là kiểu là giả thiết cái việc này sẽ xảy ra ở trong tương lai cho nên chúng ta không dùng điều kiện loại một ở đây được ha mình sẽ loại cái phần b bây giờ còn a là loại 2 với lại g là hỗn hợp tuy nhiên hỗn hợp để mình xem này thứ nhất thì cái này các bạn có qua khứ thành had không sao này ở đây sẽ là could thì ở đây could là Uh, cho dù dịch nghĩa nè, cái này sai nhiều thứ hả các bạn Nếu mà dịch nghĩa là nếu như mà trời mưa vào tuần trước thì chúng ta đã có thể chơi tennis thì cũng không được này. sai về nghĩa hả. Thứ hai nữa các bạn thấy ở đây các bạn có động từ sau là to verb là to play. Thì ở đây cho dù các bạn có dùng được cái cụm trợ này nữa thì các bạn nhìn vào đây nó cũng bị sai với to play rồi tại vì nguyên tắc của chúng ta là sau động từ khiếm khuyết thì động từ phải giữ nguyên mà sao chúng ta dùng cụm trợ đây được? Không thể là we could to play được ha. Cho nên chúng ta loại. Vậy chung quy lại thì mình còn phương án A là phương án chính xác. Rồi mình xem. Giả uhm, dạ sử là nếu như mà tuần trước trời mưa thì chúng ta đã không thể chơi tennis rồi. Nó đúng về nghĩa này. Thứ hai nữa là chúng ta có range là quá khứ đơn và sau đó là good verb là good be nếu các bạn chẳng qua nó ở dạng phụ định là good not be thôi. Và be able to ha, đã có thể chơi các bạn đã học cái cụm be able to rồi là nó giống như can tuy nhiên là cái can là các bạn chỉ dùng được hiện tại đơn và quá khứ đơn còn trong trường hợp mà các bạn muốn chia ở dạng tương lai hoặc quá khứ ở tương lai thì các bạn phải có cái good hoặc là will ở trước rồi bây giờ thì vì sao mà chúng ta dùng loại hai ở đây này các bạn có cái từ suppose giả sử là có nghĩa là bây giờ đang nói ở thời điểm hiện tại đúng không các bạn ha thời điểm hiện tại giả sử ngược với hiện tại chứ đúng không có nghĩa là cái sự việc này nó có kết quả xảy ra rồi này và loại hai này mình đang dùng là để để chỉ một cái sự việc mà không thể xảy ra ở hiện tại được mặc dù ở đây có cái từ last weekend là nó nằm trong quá khứ là đôi khi các bạn hãy dịch nghĩa là nếu như mà trời mưa ở trong quá khứ có nghĩa là một cái sự việc giả thiết ở trong quá khứ là đôi khi các bạn nhầm lẫn con loại 3. Tuy nhiên cái này thì đôi khi các bạn dùng loại 3 vẫn không sao, người ta cũng không bắt bẻ. Tuy nhiên loại 2 nó sẽ đúng nhất. Vì sao? Vì ở trước người ta có cái từ suppose. Giả sử như là, có nghĩa là người ta đang trong tình huống giao tiếp và nói ở hiện tại này. Thì có nghĩa là ngược với kết quả hiện tại đúng không các bạn? Vì kết quả hiện tại là mấy người này chơi được đá bóng rồi. ha Kết quả là người ta chơi được đá bóng rồi cho nên người ta chỉ giả thiết là bây giờ người ta nói là giả sử như là nếu như mà trời không mưa vào tuần trước À, trời, mưa trời mưa vào tuần trước thì chúng ta đã không thể chơi đá bóng được rồi ha. Đó. Còn trong trường hợp người ta dùng quá khứ hoàn thành loại ba thì cũng được ha. Nếu như một tuần trước thì không mưa thì chúng ta cũng à, cũng đã không thể à, nếu như mà tuần trước đã mưa thì chúng ta cũng đã không thể chơi được tennis rồi thì ngược về quá khứ thì cũng được người ta cũng không bắt bẻ ha. Tuy nhiên so với bốn đáp án này thì chúng ta chỉ có phương án a này là chính xác nhất ở trong trong cái này thôi đúng không? Rồi câu số 2 này. Give me Peter's letter. Hãy đưa cho tôi cái lá thư của Peter đi nếu như mà tôi gặp anh ấy ha C ha C hoặc là mid này rồi nếu như mà tôi gặp anh ta thì tôi sẽ đưa nó cho anh ta ok rồi thì mình sẽ có ở đây này thứ nhất thì mình sẽ loại ngay cái phương án ok cái A này là người ta sẽ dùng điều kiện loại một này cái B này người ta sẽ dùng được hiện lại hai quá khứ đơn và will lùi về good này các bạn cái c này là người ta dùng đây các bạn sẽ loại ngay cái c này đi tại vì cái c này người ta dùng cái động từ miệt lại dư nguyên có nghĩa là mệnh đề này hiện tại đơn mà ở sau là good là quá khứ của will thì nó sẽ không được rồi nè nếu mà ở đây hiện tại đơn thì sau này phải will mà còn đây quá khứ đơn thì mới good chứ. Còn đây không thể hiện tại đơn ở đây là good được cho nên mình loại ngay phương án này. Cái đi là had seen và good give là điều kiện trộn lẫn hả? Đây, ờ, cái này là quá khứ hoàn thành và sau là quá khứ đơn. Thì chúng ta cũng loại luôn tại vì thường mà dấu hiệu trong điều kiện trộn lẫn các bạn thì ở sau này người ta hay có thêm cái trạng từ trạng ngữ chỉ thời gian là bây giờ nào để mình biết được là à, một cái giả thiết ở ngược trong quá khứ và kết quả ngược với hiện tại thì người ta phải thêm cái trạng ngữ chỉ thời gian ở hiện tại để mình biết. Là thường nó hay có cái từ nào rồi các bạn ha Rồi, đó là phân tích về cái mặt chữ thôi Chứ còn về nội dung của câu này Cái này cũng không thể dùng điều kiện loại trộn được Tiếp tục bây giờ mình dừng câu này Hãy đưa cho tôi cái lá thư của Peter đi Cái này đang ở hiện tại đúng không các bạn ha Cái câu này đang là câu mệnh lệnh ở thời điểm hiện tại Giao tiếp hiện tại này Và nếu như tôi gặp anh ta thì tôi đến đưa cho nào Thì các bạn thấy là cái sự việc này Một cái khả năng sự việc này có thể xảy ra ở trong tương lai đúng không Đó, cho nên mình sẽ dùng điều kiện loại một Chứ không phải gì là loại hai hết Loại 2 á, là ngược với hiện tại có nghĩa là phải có một cái kết quả gì đó xảy ra rồi còn cái sự việc này đã có kết quả gì chưa các bạn chưa đúng không mà nói đến nó nó chỉ nói đến khả năng là ừ nếu như mà gặp anh gặp peter thì tôi sẽ đưa là đưa, đưa, đưa cái thư cho anh ta thôi cho nên mình sẽ dùng điều kiện loại một ha if i see him i will give it to him ha. hoặc là i will give him ha? rồi thì các bạn sẽ có động từ give nè give something to someone ha có giới từ to rồi, bây giờ mình sẽ có động từ see là nhìn thấy nó cũng là gặp ha. Rồi, cái cái phẩy s này các bạn sẽ có là ở đây là sở hữu kết nè, đóng vai trò là tính từ ha, cái sở hữu kết này đóng vai trò là tính từ để bổ ngữ thêm cho cái từ letter là cái lá thư. Câu số 3, I have to work about 80 hours a week, so I'm very busy, but if I any spare time, rồi I take up sport like golf. Tôi phải làm việc là khoảng 80 giờ đồng hồ một tuần. Vậy nên tôi đã rất là bận rộn luôn. Nhưng mà nếu như mà tôi có thời gian trống, thời gian rảnh thì tôi sẽ theo đuổi cái môn thể thao là golf ha giống như golf chẳng hạn. Bây giờ mình sẽ xác định ở đây này tôi phải làm việc 80 giờ đồng hồ cho nên người ta rất bận. Có nghĩa là cái sự thật hiện tại là người ta ở hiện tại là người ta rất là bận đúng không các bạn? Và nếu như người ta có thời gian rảnh vậy người ta có không các bạn? Hầu như là không đúng không? Giả thiết này sẽ là ngược với hiện tại rồi Tại vì bây giờ người ta rất là bận mà 80 giờ đồng hồ một giờ à, một tuần mà Đâu có thời gian để rảnh đâu Cho nên nếu như mà tôi có thời gian rảnh có nghĩa là ngược với hiện tại rồi Vậy thì mình xem xét là ngược với hiện tại thì mình sẽ dùng loại loại 2 ha Đó Vậy loại 2 thì ở đây chúng ta sẽ có mệnh đề chứa if là quá khứ đơn và ở sau sẽ là lùi từ will xuống good. Thế bây giờ mình có quá khứ đơn thì mình sẽ có phương án B hoặc phương án đi thôi. Rồi cái này mình không thể là dùng trong mệnh đề chữ if này Nhiều khi người ta cũng có thể dùng là if will Nhưng mà ít khi lắm các bạn ha Nhất là trong những cái bài kiểm tra để phân biệt như thế này Thì người ta sẽ hạn chế dùng mấy cái cái ít sử dụng như thế này ha Rồi cho nên chúng ta không thể dùng trong mệnh đề chữ if như thế này được Mình loại ngay ha Rồi bây giờ mình có này quả khứ đơn này Vậy thì đây là quả khứ đơn với nếu như loại 1 hiện tại đơn thì sau will verb, còn nếu loại 2 thì quá khứ đơn thì will sẽ thành À, lùi xuống thành good thôi thì mình sẽ có phương án đi là phương án chính xác thì mình sẽ có hai rồi sau đó là good take off ha còn cái b này hai rồi sau là will take off nó sẽ bị trên lại này này các bạn nhìn này không thể là quá khứ đơn rồi sau là will verb ngược như thế này lại được cho nên chúng ta không thể chọn phương án b ha rồi đó thì phân tích là thứ nhất là nếu như ở phân tích về mặt đáp án này thì chúng ta cũng có thể dễ loại được tuy nhiên các bạn phải hiểu vì sao chúng ta dùng loại hai ở đây chứ không phải là loại một ha rồi bây giờ câu số 4 này Uh, if I nếu như mà tôi thòi cao hơn thì tôi có thể là cảnh sát rồi nhưng mà bây giờ tôi có lùn. Bây giờ các bạn sẽ xác định này. But I'm too short có nghĩa là sự thật hiện tại người ta lùn đúng không các bạn? Có nghĩa là sự việc này có kết quả chưa? Có rồi đúng không? có một cái kết quả gì đó rồi vậy nên cái câu if này nó sẽ ngược với ngược với kết quả hiện tại đúng không chứ không phải là một giả thiết gì có thể xảy ra ở trong tương lai được nữa. mà ngược với hiện tại thì chúng ta sẽ dùng if, if loại 2. if loại 2 thì ở trước này chúng ta sẽ dùng quả khứ đơn và sau này sẽ là good verb ha hoặc là trong trường hợp mà cái động từ khiếm khuyết khác thì mình sẽ lùi về cái dạng quá khứ của nó thôi cho nên mình sẽ không thể dùng cái a này được tại vì cái can này là hiện tại loại này cái will này cũng không dùng được ha mình cái này mình đang ngược với hiện tại mà Bây giờ mình sẽ có là if I were taller và I had. Bây giờ cái be này loại nha. Vì sao? Mình không thể là if I had a taller được. Các bạn thấy là ai là chủ ngữ và đến taller là tính từ đóng vai trò là bộ ngữ. Vì chủ ngữ rồi đến, phải đến to be rồi đến tính từ chứ. Tại sao lại đến had là là động từ thường có được. Trong trường hợp mà các bạn có dùng là trợ đi chăng nữa thì thì cũng thiếu động từ. Vì nếu như các bạn xem cái cái này là động từ thường thì cũng không đúng nè. Tôi có này là có cái gì chứ sao lại tính từ được. Thứ hai này nếu các bạn dùng cái động cái từ had này như là một cái trợ động từ thì nó vẫn thiếu cái động từ của câu mà đúng không? Cho nên cái B này không được chọn. Vậy bây giờ mình sẽ còn phương án C là were taller và could. Thì cái này là điều kiện loại 2 để ngược với hiện tại này bởi vì hiện tại tôi quá lùn này. Và thứ hai nữa trong câu điều kiện loại à, trong câu điều kiện if ạ thì mình đã nói mệnh đề cho if này là quá khứ đơn vậy thì mình nhớ lại xem quá khứ đơn mình có hai to be là was và là were và thường mình, và mình sẽ chia sau đó chủ ngữ ai mình sẽ chia là to be words còn lại chủ ngữ khác mình uh, you we they mình sẽ chia were đúng không? Đó là thì quá khứ đơn. Tuy nhiên trong cái câu điều kiện là if á, hoặc là câu wish chẳng hạn thì khi mà to be á, uh, các bạn sẽ dùng một cái to be were cho tất cả các ngôi luôn, không cần phân biệt nó là nhiều hay ít nữa ha. Có nghĩa là khi các bạn chia bình thường thì quá khứ đơn thì các bạn sẽ dùng i was. Tuy nhiên trong câu if hoặc là câu wish thì các bạn sẽ dùng cái to be were cho tất cả các ngôi dù là she, he, it Ha. Tuy nhiên là cái words người ta vẫn dùng nha các bạn, chứ không phải là không dùng nha, words vẫn dùng được và đúng. Chẳng qua là trong văn nói giao tiếp bình thường thôi. Còn khi các bạn dùng words thì nó có thể trang trọng và lịch sự hơn và trong văn viết, ha, nó trang trọng hơn một chút và nó đúng đắn hơn một chút. Còn các bạn dùng words thì cũng không bị sai ha, văn nói bình thường, thân thiết bình thường các bạn vẫn dùng words được. Rồi, cho nên mình sẽ có phương án C là phương án chính xác là câu điều kiện lại hai ngược với hiện tại nha các bạn, âm um too short này. Rồi, uh, tiếp tục các bạn có câu 5 Please start your meal um, Làm ơn, hãy ăn đi, ăn cơm đi Hãy ăn, bắt đầu ăn đi If you Nếu như mà không có ăn cái món súp bây giờ Thì nó sẽ bị nguội này ha Thì bây giờ các bạn sẽ xác định ở đây uh, nói chung là mình sẽ có hai cái xác định thứ nhất là mình sẽ nhìn vào tất thải các đáp án và mình sẽ tìm cái sai và mình loại đầu tiên thứ hai nữa là hoặc là cái thứ hai là mình nhìn vào câu và mình phân tích luôn là mình sẽ chia cái nào và mình sẽ tìm luôn nó có hai cách ha Cách nào có được các bạn cũng được. Nếu như mà các bạn cảm thấy mình chắc kiến thức rồi thì mình sẽ phân tích luôn là mình sẽ chọn cái đáp án nào. Còn nếu như mà các bạn chưa chắc thì các bạn sẽ nhìn tất cả những đáp án và các bạn loại cái sai đầu tiên. Sau đó trợ ngược lại phân tích cái đề. Hai cái cách nào cũng được ha. Bây giờ mình sẽ loại đáp án sai thì cũng được cho nó dễ nha các bạn. Rồi oh, các bạn sẽ có là didn't have a good girl. Thế cái này là quá khứ đơn và sau này good là quá khứ của Will. Thì cái này loại hai rồi này, này. Thì mình giữ lại nha. Đôi khi nó đúng. Cái B này had got thì cái này sau này nó thiếu cái trợ khiếm khuyết là good trời cho nên không được này cái này cái này b này mình loại nha đó tại vì mình nhớ là mệnh đề chứa if này là cái này quá khứ đơn thì đúng tuy nhiên ở sau nó phải có cái trợ khiếm khuyết nữa mà ở đây không có mà nó chia động từ luôn cho nên cái này cũng không được rồi bây giờ cái c là can it doesn't go rồi thì không thể là tại vì nó cũng bị sai ở sau này ha cho nên chúng ta không thể dùng tại vì mệnh đề sau if mệnh đề chính các bạn phải có cái trợ khiếm khuyết là will hoặc là could hay là can hoặc là could hay gì chứ chứ không thể chia thì hiện tại đơn như vậy được. Nếu như mà các bạn dùng cái C này là nó ngang với cái điều kiện loại không là 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 chân lý hiển nhiên hả? Liệu có đúng không các bạn? Nếu mình dịch vào xem, nếu như mà bạn có thể ăn cái món súp bây giờ thì nó sẽ không bị không bị nguội. Có vẻ đúng ha, tại vì mình ăn luôn rồi thì nó sẽ không bị nguội, có vẻ đúng. Tuy nhiên các bạn nhìn xem. Please, làm ơn hãy ăn bữa ăn đi. Thì có nghĩa là cái việc tập trung cái cái mệnh đề này nó sẽ tập trung vào việc là thúc giục người ta ăn mà đúng không? Chứ phải là đâu có phải là nói là nếu như mà bạn có thể ăn thì nó sẽ không bị muộn. Mà người ta à, nó sẽ không bị nguội có nghĩa là người ta đang tập trung vào kết quả là cái cái món súp này nó sẽ không bị nguội nếu như mà mình ăn nó bây giờ. Nhưng mà người ta không phải người ta đang tập trung vào việc nếu 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 như mà không ăn thì sốt bị muội cho nên là người ta sẽ tập trung vào việc là phải ăn nhanh đi cho nên mình sẽ không thể phân tích theo hướng là cái này sự thật hiển nhiên về cái sốt được mà người ta đang nêu một cái giả thiết để khiến người ta ăn lên mà start your meal mà cho nên cái si này các bạn không thể phân tích theo hướng như vậy được ha cho nên chúng ta không dùng được rồi cái đi là don't have a girl là điều kiện loại một vậy các bạn sẽ xác định là ở đây ngược với hiện tại hay hay là có thể xảy ra hiện tại một cái khả năng có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai đúng các bạn cho nên mình sẽ phải dùng loại một chứ không thể dùng loại hai dùng loại hai là trừ khi ở hiện tại nó đã có một cái kết quả gì đó rồi và các bạn ngược với hiện tại giống ở trên này nè bây giờ tôi có lùn cho nên ước là nếu như mà tôi cao hơn là tôi có thể làm cảnh sát rồi là có một cái kết quả gì đó hiện tại rồi các bạn làm ngược lại các bạn mới dùng if hai còn cái này là đâu có kết quả gì đâu đúng không mà hãy ăn món à, hãy ăn cái bữa ăn của bạn đi nếu như bạn không ăn bây giờ thì nó sẽ lạnh là nó tập trung vào cái kết quả là nếu không ăn này cho nên là phải ăn này cho nên chúng ta sẽ dùng loại một view go chứ không được phân tích theo cái hướng là hiển nhiên như thế này nha các bạn hiển nhiên là thường các bạn sẽ dùng trong những cái cái định luật hoặc là những cái kiến thức khoa học này kia thôi ha rồi hoặc nhiều khi người ta nhấn mạnh luôn rồi, hoặc là cái câu uh, câu mệnh lệnh nha các bạn ha ví dụ như nếu như mà bạn nhìn thấy tôm Ờ, uh, thì bảo anh ta hãy gọi cho tôi chẳng hạn ha remind him to call me chẳng hạn đó câu mệnh lệnh thứ sau mới được bây rồi tiếp tục câu số 6 what noisy neighbors you've got if my neighbors as bad as yours are crazy ha ờ, uh, bạn có mấy cái người hàng xóm Gọi thật là rất ồn ào nha nếu như mà hàng xóm của tôi cũng ồn ào như của bạn thì tôi sẽ phát điên mất ha thì bây giờ các bạn sẽ thấy ở đây là loại mấy các bạn mình phân tích luôn mình biết luôn loại mấy chứ không có trừ loại trừ phương án sai nữa ha bây giờ mấy cái người hàng xóm này rất là ồn ào very very noisy và nếu như mà tôi có mấy hàng xóm ồn ào giống bạn chắc tôi phát điên là được có nghĩa là đã có một cái kết quả gì ở hiện tại rồi không bạn ha là kết quả là mấy người này ồn rồi cho nên mình sẽ ngược với hiện tại thôi rồi mình sẽ dùng điều kiện loại loại hai ha đó nếu như mà tôi có mấy cái người hàng xóm như này tôi sẽ phát điên loại 2 thì sao này if là quá khứ đơn và sau này will sẽ thành good thì mình sẽ có phương án a là phương án chính xác đúng không mình sẽ có were và good girl cái word này dùng cho my neighbors là dù có cái neighbors này nó không có thêm s nữa thì các bạn cũng dùng cái word ha cho tất cả các ngôi số ít hay số nhiều và sau đó thì chúng ta sẽ có good cộng với phép nguyên rồi cái b này là hiện tại đơn là will go là nó là câu điều kiện loại một không đúng tại vì nó đã cho một cái câu giả thiết ở trước rồi ha. không phải là một cái khả năng xảy ra ở trong tương lai mà chỉ là một cái giả thiết ngược về hiện tại thôi cho nên chúng ta không dùng lại một ở đây Cái C này không đúng vì nó trộn này Cái này nếu như mà tìm phương án sai đầu tiên thì chúng ta lại cái này nè Cái D này là có ngược với quá khứ Đâu có ngược với quá khứ đâu Đang là hiện tại mà you've got này Bạn có này Rồi à, Cái này cấu trúc là have got là nó có cấu trúc có cái gì nha Là chúng ta đã được học rất là nhiều trong một vài video trước rồi Và các bạn có cái cụm là so sánh ngang bằng S cộng tính từ S ha So sánh là cái gì như cái gì Rồi Uh, rồi tiếp tục mình sẽ có ở đây mình để cho này go crazy ha phát điên lên rồi không phải là đi mà đi một cách điên cuồng nha các bạn ha. các bạn đừng có chỉ dịch cái động từ go là mỗi nghĩa từ đi không thôi ha tiếp tục câu bài if you have any problems let me know and I and I'll have you straight away uh, nếu như mà bạn có bất cứ vấn đề gì thì hãy cho tôi biết và uh, tôi sẽ đến giúp đỡ bạn ngay lập tức thì bây giờ chúng ta sẽ xác định là chúng ta sẽ dùng câu điều kiện loại máy luôn ha hay thay vì là loại trừ từng phương án sai thì các bạn có ở đây chúng ta có if này câu điều kiện ha và tiếp tục các bạn có let me know đây cái quan trọng là đây này các bạn let me know hãy cho tôi biết thì các bạn thấy đây là một cái câu mệnh lệnh ha, nó bắt đầu bằng động từ lệnh. Thì câu mệnh lệnh thì các bạn biết là phải nói tại thời điểm đang xảy ra rồi đúng không? Và hãy để cho tôi biết và và tôi sẽ đến giúp bạn có nghĩa là một cái khả năng có thể xảy ra ở trong tương lai mà. Cho nên mình sẽ chia, uh, dùng ở đây là câu điều kiện được điều kiện, 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 kiện loại 1 ha. Câu điều kiện loại 1 thì chúng ta có là trong mệnh đề chứa if thì chúng ta sẽ chia thì hiện tại đơn. Hiện tại đơn vậy mình sẽ có phương án B và phương án D ha. Mình sẽ loại ngay phương án A và phương án C. Rồi thì bây giờ chúng ta có vậy loại 1 thì ở sau là chủ chủ ngữ sẽ cộng will verb đúng không? Thì chúng ta sẽ có phần án B là phương án chính xác là will come. Còn cái này mà vừa have rồi sau nó good câu là không được rồi ha. Rồi thì mình sẽ có là uh, hiện tại đơn này và sau này là là tương lai đơn ha. Tôi sẽ đến và giúp đỡ bạn ngay lập tức. Ok. Rồi, chúng ta có cái từ any này các bạn. Mặc dù chúng ta đã được học khá là nhiều trong video là chúng ta giải thích theo cái cách truyền thống là any mình sẽ dùng trong câu phủ định là không có bất cứ cái gì và trong câu hỏi là có cái gì hay không và ở đây tự nhiên chúng ta thấy là if you have hay là câu khẳng định thì người ta vẫn dùng any thì trong một số trường hợp thì người ta dùng để mà cho nó đa dạng nghĩa hơn và cái câu nó hay hơn và phù hợp với hoàn cảnh hơn các bạn nếu như bạn có bất cứ vấn đề gì có nghĩa là cách gì cũng được luôn ha à, tại vì bình thường nếu mà mình nói là nếu một câu bình thường mình hay nói là some problems là một vài vấn đề ha còn ở đây là bất cứ cái gì có nghĩa là người ta sẽ tùy thuộc vào cái nội dung của câu và cái hoàn cảnh giao tiếp là người ta sẽ dùng cái từ cho thích hợp ha còn những cái trường hợp còn lại thông thường thì các bạn cứ dựa vào cái cái giải thích truyền thống như vậy để chúng ta làm nha rồi sang câu số 8 your brilliant cook Ha, bạn quả là một cái uh, tay nấu ăn cực khôi, ha, thật là thật là giỏi. Và if I nếu như mà tôi có thể nấu giỏi như bạn, ha, cook as well as you, thì tôi đã mở nhà hàng rồi. ha Bây giờ các bạn có này một cái câu có kết quả có sự thật ở hiện tại ở trước luôn rồi là người này đang khen là cái bạn kia là một cái bạn mà nấu ăn rất là rất là giỏi. Và nếu như mà tôi có thể nấu ăn giống bạn, thì người này có nấu giỏi được không các bạn? không đúng không nếu mà người ta đặt ra giả thiết nếu mà nấu giỏi được như cái người này thì đã mở nhà hàng rồi vậy thì bây giờ mình đang có cái việc là cái bạn này là một cái người nấu ăn giỏi là một cái sự thật ở hiện tại này vậy thì bây giờ ngược với hiện tại thôi không thể xảy ra ở trong thực tế hiện tại được thì mình sẽ dùng lại lại hai đúng không các bạn ha lại hai thì mình nhớ là ở trước này quá khứ đơn và ở sau will sẽ thành thành good ha vậy thì mình sẽ có phương án a và phương phương án đi đi ha rồi còn cái này rồi Thế bây giờ quá khứ đơn thì các bạn có could thôi chứ không thể là vừa dùng can ở sau này là được cho nên chúng ta sẽ có phương án A là phương án chính xác này. Và trong cái mệnh đề chứa if thì các bạn cũng có thể dùng nữa ha để chỉ khả năng một cái hành động gì đó. Tại vì cái bản thân cái từ could này là nó là một cái động từ khiếm khuyết đóng vai trò là trợ động từ thôi. Chúng ta vẫn có động từ chính của câu là động từ cook mà, đúng không? Nếu như mà tôi có thể nấu ăn dở giống bạn ha, các bạn có so sánh ngang bằng as well as thì bình thường mình học so sánh ngang bằng là cho tính từ thì các bạn có S cộng tính từ cộng S đúng không? Tuy nhiên ở đây thì các bạn xác định là cái từ well ở đây nó không phải là tính từ nữa mà nó sẽ là trạng từ, so sánh ngang bằng của trạng từ. Vì sao mình biết đó là trạng từ các bạn? À, tại vì ở đây chúng ta có động từ cook này, thì nấu ăn, nấu ăn một cách rất là giỏi đúng không? Thì cái trạng từ này nó sẽ bổ ngữ cho động từ cook. Ha. Tuy nhiên là nếu như mà xét về mặt từ vựng á, từ loại á, thì các bạn có cái từ well này nó cũng là tính từ đây nha các bạn ha. Đó, ổn. Rồi, và nó cũng là danh từ luôn đó Và nó cũng có nghĩa là động từ luôn đó Một từ mà có nhiều từ loại khác nhau Cho nên các bạn cần phải xác định là cái từ đó Nó đang nằm trong câu nó đó đóng chức năng gì Và chúng ta sẽ biết được từ loại của nó ha Ok rồi, và tôi sẽ mở nhà hàng Thì các bạn sẽ có là good open ha số if there's some nice fish in the supermarket you some supper tonight ha nếu như mà có một vài con cá ngon tươi ngon ở trong siêu thị á thì liệu là bạn có nấu bữa ăn tối cho tối nay hay không rồi vậy thì bây giờ mình sẽ xác định này, cái này là có thể xảy ra các bạn, có đúng không? Tonight này tối nay này có nghĩa là một cái sự việc có thể xảy ra, có khả năng xảy ra trong tương lai. Nếu như mà có mấy con cá tươi ngon thì liệu bạn có nấu ăn cho bữa tối hôm nay không ha? Có thể ra ra. Vậy thì mình sẽ dùng câu điều kiện loại loại 1 ha. Chứ không có một cái cái gì mà ngược với thực tế hay là là ngược với quá khứ ở đây cả. Vậy thì điều kiện loại 1 thì các bạn có mệnh đề chứa if thì chúng ta sẽ chia thì hiện tại đơn thôi. Hiện tại đơn thì mình sẽ có phương án C và phương án D thôi. Còn cái A này là had been là quá khứ đơn cho loại 3 không đúng này. cái này ẩn sau nó càng không khớp với nhau nữa nên các bạn loại luôn. Cái B này là nó khớp với nhau là điều kiện loại 2 tuy nhiên ở đây không phải dùng điều kiện loại 2 mà mình sẽ dùng điều kiện loại 1 đúng không? Vì một cái khả năng có thể xảy ra ở trong tương lai. Vậy thì bây giờ mình sẽ có là ở đây là is will buy và trên là are will buy. Thì khi nào các bạn dùng there is và khi nào các bạn dùng there, cả hai này đều là cấu trúc có cái gì đúng không các bạn? Và cái there này chúng ta gọi là chủ ngữ, nhưng mà nó là chủ ngữ hình thức thôi, chủ ngữ giả dạ định có nghĩa là cho có các bạn. Còn chủ ngữ thực sự nó sẽ là cái danh từ đứng sau động từ to be này. Vậy bây giờ mình xác định danh từ là some nice fish, một vài con cá. Thì cái danh từ fish này là danh từ số nhiều, rồi các bạn. Nếu như mà một con thôi thì các bạn sẽ dùng a fish. Còn đây là sum mà, một vài thì cái này fish nó vừa là dân từ uh, nó vừa là dân từ số ít mà vừa là dân từ số nhiều luôn cho nên mình sẽ có ở đây là dân từ số nhiều một vài con cá ha. Vậy thì sau này chứng tỏ là sau này cái cụm dân từ này là dân, là là số nhiều rồi. Số nhiều thì chúng ta phải phải chia như là một chủ ngữ số nhiều rồi. Vậy thì mình sẽ dùng động từ to be là are chứ không phải là is nữa ha. Vậy thì mình sẽ có phương án D là phương án chính xác. Chứ không phải là thế. Ví dụ như mà có một con cá ngon thì các bạn sẽ dùng là there is a nice fish ha, một có một là Will you buy some for supper tonight? Ha, bạn có liệu là bạn có mua một vài con để mà nấu bữa tối tối nay hay không? Thế bạn sẽ có uh, mệnh đề chính ở trong câu điều kiện loại một sẽ là Will cộng verb mà chẳng qua đây là câu hỏi thì các bạn đưa cái trợ Will lên trước chủ ngữ thôi, thì bạn sẽ có là Will you, ha và sau đó động từ nguyên mẫu là buy some for supper tonight. Rồi tiếp tục câu số 10 I'm small. Tôi rất là nhỏ bé. I wish Tôi ước là tôi không có nhỏ luôn các bạn ha. Các bạn có cái câu điều ước ở đây là wish, động từ wish là ước. Thì nhìn chung là cái wish này nó nó tương tự như cái if các bạn có nghĩa là nó ngược lại rồi, nó là một cái 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 giả định mà không thể xảy ra được. Và chúng ta có ước là ước ngược với hiện tại, ước ngược với tương lai và ước ngược với quá khứ. Và cái cứ các bạn cứ theo quy tắc là các bạn cứ lùi thôi. Vậy bây giờ ước ngược với hiện tại thì bây giờ các bạn lùi xuống quá khứ đơn thôi thì mình sẽ có là uh, ở đây này Dựa vào nghĩa thì mình chỉ có phương án đi thôi các bạn Tôi ước là tôi không nhỏ đúng không? Tại vì ước thì phải ngược lại chứ Chứ sao mà đồng nghĩa là nếu mà dùng ở đây I wish I was more là tôi, tôi 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 ước tôi nhỏ bé Thì nó lại không không đúng rồi đúng không? Vì ở trước này người ta đã có một cái câu khẳng định như này rồi Đó, vậy cho nên mình sẽ có phương án đi là phương án chính xác còn mấy cái này thì cho dù các bạn không biết chia như thế nào thì nó về xét về nghĩa thì nó cũng không sai. À, à, thì nó cũng sai. Vậy thì liệu là ở đây người ta dùng wasn't có được không các bạn? Được nha rồi bây giờ mình phân tích một chút là khi mà các bạn dùng câu wish hay là câu điều kiện if did, thì cái động từ to be mà dành cho tất cả các ngôi mình sẽ dùng cái word đó, theo như cái giải thích ở cái câu ở trên đó các bạn thì các bạn dùng word cho tất cả các ngôi dù là chủ ngữ số ít hay là số nhiều à, và cái mục đích sử dụng cái word để cho nó trang trọng hơn ở trong văn viết này các bạn ha tuy nhiên cái từ word này người ta vẫn được sử dụng ha vẫn được sử dụng khi trong văn nói đó, không cần câu nệ gì hết trong văn nói người ta vẫn dùng cái to be worse được cho nên ở đây dùng I wish I wasn't small được các bạn ha tuy nhiên người ta hạn chế tại vì khi mà nói cho trang trọng lịch sự hay là cho nhấn mạnh thì người ta sẽ dùng to be were cho tất cả các ngôi còn nếu như bạn các bạn nói đã thân thiết bình thường và nói bình thường các bạn dùng was cũng được người ta cũng không có chấm bạn sai tuy nhiên nếu mà đã trong bài kiểm tra có nghĩa là trong văn viết các bạn dùng thì các bạn sẽ dùng cái to be were cho đúng nhất ha các bạn để tránh trường hợp mà lỡ cái máy chấm hay như nào sao nó sai ha rồi câu số 11 I'm small tôi nhỏ bé if only ước gì mà tôi cao hơn một chút ha tall thì bây giờ các bạn có if only là giá như thì nó cũng giống như wish vậy các bạn ha đó, giá như thì ở sau đã là ngược thì các bạn cứ lùi xuống thôi. Bây giờ chúng ta có I'm small là hiện tại này. Vậy thì ngược với hiện tại thôi. Giá như mà tôi tôi cao hơn thì bây giờ mình có là sẽ là were đúng không? Rồi, tôi bi cho tất cả các ngôi were. Nếu như ở đây là was thôi thì các bạn cũng dùng được này ha. Nhưng mà ở đây là người ta dùng wasn't. Cho nên là giá như mà tôi không cao hơn thì không được rồi. Nó lại được cùng nghĩa với small cho nên là không được dùng hai mấy cái này sai về nghĩa chưa nói là về về cái cách dùng động từ nha mà đã nghĩa là nó cũng đã sai rồi ha. Rồi tiếp tục câu số 12. hai uh, we have a kitchen. Uh, chúng ta có mấy con chuột ở trong nhà bếp này. If you nếu như mà bạn có một con mèo ha thì con mấy cái con chuột này sẽ sớm uh, là uh, biến mất thôi. Rồi thì mình sẽ có ở đây này. Hiện tại thực tế có một cái sự thật xảy ra là có nhiều con chuột ở trong nhà bếp đúng không? Have mice in the kitchen. Và đặt ra giả thiết nếu như mà bạn có một con mèo thì mấy con chuột này sẽ biến mất sớm thì chúng ta dùng cái điều kiện loại mấy các bạn? Điều kiện loại loại 2 đúng không? Ngược với hiện tại mà chứ nếu mà ở trước người ta sẽ nếu mà người ta chỉ bảo là uh, con mèo thì nếu bạn có con mèo con mèo sẽ bắt chuột mà không có nhắc đến cái câu một cái sự thật gì à, một cái một cái sự việc gì đó ở hiện tại có sẵn rồi các bạn còn khi mà người ta đã nhắc sẵn có nghĩa là bây giờ người ta đưa ra giả thiết thì nó sẽ ngược với cái nhắc sẵn đó ha đó là một cái dấu hiệu quan trọng để cho các bạn các bạn biết là các bạn nên dùng cái câu điều kiện nào thì bây giờ mình sẽ có là câu điều kiện loại 2 thì cái mệnh đề if này nó sẽ là quá khứ đơn. Quá khứ đơn mình sẽ có là had ha chứ không phải là have được. Vậy thì mình sẽ có phương án A và phương án D. Cái or này càng không nha. Nếu bạn là một con mèo hả? Ra rồi cái C này phải loại ngay đầu tiên luôn á, không thể là bạn là một con mèo được. Ok rồi mình sẽ có là có vậy thì bây giờ điều kiện loại 2 thì trước này quá khứ đơn thì ở sau này sẽ là good verb ha chứ không thể là will verb được. Will verb là của loại 1. Cho nên chúng ta sẽ có phương án A là phương án chính xác này. Đó, nếu như mà bạn có một con mèo thì mấy con chuột này sẽ biến mất sớm thôi, could disappear ha. Huh? Số 13 we live in the city. We wish we in the country. Chúng tôi sống ở thành phố và chúng tôi ước là chúng tôi sống ở miền quê. Đây các bạn có dấu hiệu ở trước là chúng tôi sống ở thành phố, có nghĩa là cái sự việc này bây giờ chúng ta có một cái sự việc đã có cái quả hiện tại rồi này là bây giờ đang sống ở thành phố. Về ước thì sẽ là ước, ước sống ở quê thì có nghĩa là ngược lại với hiện tại đúng không các bạn ha? Vì chúng ta có động từ live nó chia hiện tại đơn này thì cái này sẽ ước ngược về hiện tại ước ngược hiện tại ở đây hiện tại đây là các bạn lùi về quá khứ đơn thôi thì ở đây động từ live thì ở sau này chúng tôi ước là chúng tôi sống ở miền quê thì quá khứ đơn thì chúng ta sẽ có live à, vậy thì phương án C sẽ là phương án chính xác cái B là các bạn phải loại ngay đầu tiên này cái living không thể là chủ ngữ rồi đến động từ thêm đôi in ngay được ha các bạn không biết thì nào đi nữa thì khi mà nhìn thấy những cái đáp án như thế này các bạn phải loại ngay rồi Uh, câu 14 We live in the city Chúng tôi sống ở thành phố thì only near, Giá như mà chúng tôi không sống ở thành phố đúng không các bạn ha Về ước thì phải ngược lại với Thì nghĩa nó phải ngược lại chứ Thì đây sau này này Vẫn là in the city Có nghĩa là không sống ở thành phố rồi Chúng tôi ước là chúng tôi không sống ở thành phố Thì bây giờ các bạn có này Nó phải ngược với hiện tại ở đây Các bạn có động từ live Nó chia hiện tại đơn Thì sau này các bạn phải quá khứ đơn ha Đã ngược là phải lùi xuống một thì thì quá khứ đơn mà nó phải là nghĩa phủ định nữa vì ước ước gì giá như mà chúng tôi không sống ở thành phố mà vậy phủ định của quá khứ đơn thì chúng ta sẽ có là trình lệ pha vậy phương án b là phương án chính xác về cách chia phủ định như thế nào thì chúng ta đã giải thích rất là nhiều ở những video trước rồi hả các bạn các bạn xem lại ha và những bạn nào mà mới xem những cái video này đầu tiên thì các bạn cố gắng xem từ đầu theo trình tự những cái video tại vì nó chữa bài từ trình độ thấp đến cao cho nên là nếu như các bạn đục vào cái các bạn xem những cái này mình giải thích không có kỹ cho các bạn thì đôi khi các bạn không hiểu nhưng thực ra ở những video trước là đã rất là kỹ rồi ha câu số 15 I'm not having a holiday this year I wish I right. rồi năm nay thì tôi không có kỳ nghỉ lễ và tôi ước là là tôi sẽ có các bạn thì bây giờ mình sẽ xem này ở đây chúng ta xem là ở đây nó thì gì I'm not having nó là thì hiện tại tiếp diễn thôi nó dạng tiếp diễn để mà diễn tạo một cái hành động mà xảy ra trong tương lai gần nữa các bạn ha năm nay thì sẽ không có một kỳ nghỉ nào cho tôi cả và tôi ước năm nay tôi sẽ có ha vậy thì cái này ngược với cái thì này thôi thì các bạn lùi xuống một thì ở đây có là hiện tại tiếp diễn các bạn lùi xuống có khứ tiếp diễn thôi vậy thì mình sẽ có là was having ha cái này dễ mà đúng không rồi vậy thì băn khoăn là liệu were having có được hay không được nha chẳng qua ở đây nó không có phương án đó thôi vậy thì bây giờ các bạn thấy cái wish này Tại vì mình học nguyên tắc là theo trong câu wish với là if only hoặc là câu điều kiện if á Thì cái to be word có thể dùng tích cho tất cả các ngôi Vậy trong trường hợp mà nó trong những đáp án này nó không có cái word thì các bạn phải dùng wish được nha Rồi Và ngược với ngược cái này nè các bạn Thì đó các bạn cứ lùi xuống một thì thôi thì chúng ta sẽ được thôi ha Chứ không phải là tôi ước tôi sẽ có là bạn dùng see là will have đó nha đã ngược là không có thật còn có thật thì nó phải ở dạng lùi xuống quá khứ rồi câu 16 I'm going to the dentist tomorrow I wish I to the dentist ngày mai này tôi sẽ đi gặp nha sĩ và tôi ước là là tôi sẽ không phải gặp đúng không tại vì ước là phải ngược với thì bây giờ đi gặp thì ước thì sẽ không đi gặp chứ cho nên mình sẽ có rồi nhìn vào đây là mình sẽ có phương án C ngay lập tức tại vì sao nó nó mang nghĩa phụ định cho nên này các bạn đây À cái A này cũng có not này chúng ta còn phân vân Còn cái B với lại cái G là loại nha với tôi ước là tôi sẽ đi gặp nha sĩ thì, thì nó lại trùng nghĩa với trước này rồi thì sai rồi bây giờ này Bây giờ mình xác định là I'm going to là nó thì tương lai gần tomorrow ha Thì tương lai gần thì ở đây là I'm going to Thì các bạn đã câu wish ngược lại rồi Thì các bạn lùi xuống một thí, thì thấy tương lai gần Thì bây giờ cái này là B là ở hiện tại thì các bạn lùi xuống thôi là là wasn't thôi À, thì to be đây là hiện tại và to be ở đây là quá khứ thì I wasn't rồi đến là cũng đây là be going to luôn ha nó chẳng qua nó khác cái be là khác thì với nhau thôi wasn't going to the dentist rồi và cái này weren't cũng được ha các bạn rồi câu 17 I can't skate I wish I à, tôi không thể trượt băng được và tôi ước tôi có thể trượt vậy thì bây giờ các bạn có can này là hiện tại này thể ước thì phải ngược với hiện tại thì chuyển thành khút thôi và phải ngược nghĩa nữa thì chúng ta sẽ có là be ha khút ha tôi có thể tôi có thể chuột đây các bạn có khen thì ngược với lại cốt với lại ngược nghĩa vì đã ước thì nó phải là ngược với không có xảy ra ở thực tế rồi và cái tình trạng thì hiện tại là nó là như thế này thế bạn phải ngược với hiện tại như thế này thì các bạn có khút ha và ngược nghĩa luôn Câu 18, I wasn't happy at school ở trường thì tôi không có vui vẻ mấy I wish tôi ước là tôi có thể vui vẻ ở trường thì các bạn có ở đây các bạn có wasn't ha thì nó là gì các bạn nó là thì quá khứ đơn này quá khứ đơn vậy bây giờ trong câu ước là nó phải ngược thì có phải đôi khi nó thì nó phải lùi nữa cho nên là các bạn không thể dùng cái phương án A là xóa ngay tức tại vì nó hiện tại này ha rồi cái B này là không này. Tự nhiên ở đâu ở đâu ra mà hai trợ hai là động từ cái này là trợ này còn cái này là động từ cột ba. Sao mà động từ đến là happy là tính từ được. Cho nên cái này sai về cái cấu trúc ngữ pháp của câu ha. Chưa cần biết là thì sai ở cấu trúc ngữ pháp sai. Cái C là will have. Thế cái will have này là nó là thì tương lai thì sao mà mặc dù các bạn dịch ra là có thể đúng là ở à, tôi ước là tôi sẽ vui vẻ hơn khi ở trường đúng không các bạn ha. Cho dù vậy đi. Vậy thì bây giờ các bạn có là ở đây sao mà ước lại ước lại ngược về quá khứ chứ cho nên chúng ta không thể dùng cái tương lai sau này nữa mà các bạn phải tuân thủ nguyên tắc là lùi. Thứ hai nữa là cái động từ ở trong câu này người ta dùng động từ have sao được đúng không? Sao là động từ thường ở sau này tính từ được sai về cấu trúc ngữ pháp của câu. Bây giờ mình sẽ còn phương án D là had been ha. Tôi ước là tôi đã vui vẻ hơn ở trường. Thì các bạn có quá khứ đơn các bạn lùi về quá khứ hoàn thành thôi ha. Thì các bạn sẽ có ở đây động từ to be mà. Chứ không phải là động từ have giống như cái C với cái B này người ta đang chịu động từ to be ở quá khứ đơn thì bây giờ quá khứ hoàn thành thì các bạn có cấu trúc của quá khứ hoàn thành là hai trở pp thì cái verb đó là be thì các bạn pp của be sẽ là bin thì chúng ta sẽ có hai trở bin ha và cái này là phụ định thì qua cái này là khẳng định thôi tôi ước là tôi đã có thể vui vẻ hơn câu 19 he didn't pass his driving test he wishes um, anh ta đã không có vượt qua cái kỳ thi lái xe của anh ta vậy nên anh ta ước là anh ta đã có thể vượt qua được ha đã đỗ kỳ thi vậy các bạn thấy ở một cái thực tế thì, thực tế là anh ta đã không vượt qua thì đây nó đã chia thì quá khứ đơn vậy thì cái này ước thì có thể là ước ngược về quá khứ luôn các bạn ha vì cái này đã xảy ra trong quá khứ rồi một cái sự sự việc này đã xảy ra rồi có kết quả đây rồi thế bây giờ mình ước ngược với lại cái, cái kết quả này thì ở đây là mình xác định động từ ở đây nó chia thì quá khứ đơn trên past và dạng phủ định thì sau này ước thì phải ngược lại thôi thì chúng ta có ngược lại sau này phải khẳng định này thứ hai nữa là đây quá khứ đơn các bạn lùi tiếp một thì nữa thì quá khứ hoàn thành thôi cho nên mình sẽ có phương án bi là phương án chính xác ha anh ta ước là anh ta đã vượt qua nó rồi vậy cho nên là đây mình các bạn có này quá khứ hoàn thành là had rồi đến là verb pp thì chúng ta sẽ có pp của động từ past là sẽ past cái này sờ ha đọc id đây này là tờ rồi tiếp tục câu 20 mươi uh, i haven't been to beijing tôi vẫn chưa đến bắc kinh Irish Ừ, tôi ước là tôi sẽ đến được Bắc Kinh ha. Thế các bạn có hiện tại ở đây chúng ta có một cái sự việc nó có kết quả hiện tại luôn rồi là hiện tại thì vẫn chưa đi tới Bắc Kinh được. Và cái này người ta đang chia thì hiện tại hoàn thành. Vậy thì các bạn ước thì cứ lùi xuống một thì thôi. Cái này ngược với hiện tại đúng không? Vậy thì mình sẽ có ở đây hiện tại hoàn thành các bạn lùi về quá khứ hoàn thành mình sẽ có là hedge Wing, ha. Rồi cái này mấy cái này thì cực kỳ dễ các bạn các bạn cứ đã ngược rồi thì nó phải ngược nghĩa và nó lùi xuống một một cấp một cái thì thì các bạn sẽ tìm ra được thôi ok vậy là chúng ta sẽ xong cái bài hôm nay và yên tâm là các bạn sẽ còn gặp lại những cái bài như thế này ở những cái video sau nữa và nó sẽ nâng cao hơn một chút ha rồi những bạn nào mà cần hỏi thêm cái gì thì các bạn cứ comment ở dưới ha hoặc là uh, email vào địa chỉ là học với hành chấm ngữ pháp tiếng anh gmail com để có thể trao đổi nhiều hơn và um, có thể là hỏi thêm tài liệu để ôn tập chẳng hạn ha rồi và cái video tiếp theo thì chúng ta sẽ làm cái cái đề số 4 30 câu ha để cho các bạn luyện thêm. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn ngày càng tiến bộ ha.